Chào các bạn. Bây giờ đang là giữa buổi trưa thứ bảy ngày mùng 3 tháng 12 năm 2022. Tức là ngày mùng 10 tháng 11 năm Nhâm Dần. Thì thời tiết bắt đầu trở lạnh từ hôm cuối 30 tháng 11. Và sang tháng 12 là trời bắt đầu rét. Qua 2 hôm mưa, rét. Kể cả con người và thực vật đều có sự thay đổi rất là lớn. Rất lớn các bạn ạ. Vì sao như vậy? Bởi vừa rồi mình có làm một video không có nói gì cả. Là một cây vải nhà mình nó bị chết. Nếu các bạn chỉ xem mà không để ý thì các bạn sẽ cười mình. Bởi vì mình vẫn chia sẻ những video là khoanh cây không chết mà tại sao cây như mình nó chết. Bây giờ mình mời các bạn quan sát cây vải đó. Vậy thì trong thời gian đi đến cây vải, mấy cái hôm trời mà mưa rét ấy, bởi vì trước đó chúng ta ấm như mùa hè, thậm chí còn phải bật quạt. Tuy nhiên, mấy hôm mưa rét đó, nó làm cho cây nó không kịp thích ứng, nó gọi sốc nhiệt. Rồi vừa mưa vừa rét, cho những cây mình làm cái cảnh mà, những cây hoa giấy, hoặc những cây vừa dâm ấy, lập còn yếu, nó bị héo, quằn hẳn xuống các bạn ạ. Chính vì vậy, nó ảnh hưởng đến tất cả thực vật nói chung. Thì những cây vải của mình, mọi khi mình đã khoanh. Rồi, nếu liền. Nếu như thời gian ấm như trước, ấm áp, thuận lợi cho cây phát triển thì chúng ta có thể khoanh lại được. Nhưng từ hôm trời rét thì bây giờ chúng ta đừng khoanh nhé. Đừng khoanh nữa. Các dòng U tháng 3, nếu bây giờ mà nó liền, hay kể cả thanh hà, vải thiều chúng ta khoanh sớm rồi. Bây giờ nếu nó liền thì chúng ta đừng khoanh nữa. Bởi vì chúng ta làm việc nó phải phù hợp với thời tiết. Nếu trời ấm áp và tương đối ẩm thì cây nó không có nguy cơ chết đâu. Nhưng trời nó giảm nhiệt như bây giờ thì nguy cơ chết rất cao, cụ thể nhất cây này. Chỉ mấy hôm trời mưa rét xong nó bị như này luôn. Đấy. Còn nguyên nhân của nó thì sáng mình quay video mình đã nói với các bạn. Mình đã quay rất chi tiết rồi. Bây giờ mình quay nhanh nhé. Thôi mình đi nhanh một chút để tiết kiệm thời gian của các bạn. Nếu như là video nó kém, nó rung, các bạn thông cảm. Cây này thì mình đã khoanh hôm mùng 3 tháng 10. Tháng 10 nhỉ? Cách đây đúng 2 tháng, hôm nay mùng 3 tháng 12 mà. Mình đã khoanh. Đây mình khoanh xong rồi. Đây. Hôm nãy mình khoanh mình làm video đây. Sau đó hôm mùng 30 tháng 12 à 11 à tháng 10 mình lại khoanh đồng loạt. Thế là mình đi đến đây. Mình khoanh luôn. Vậy là rốt cục mình làm hai đường. Chân cây này nó không chịu được, nó chết các bạn ạ. Bởi vì mình thường mình chỉ khoanh một đường thôi. Còn cây này là bị cái tính hồ đồ của mình. Thì hôm đấy mà hôm 30 tháng 10 là mình khoanh toàn bộ các dòng U. Thì mình cứ khoanh một lượt đi thôi. Mình chẳng để ý cây này đã khoanh. Mọi khi thì mình khoanh gốc, hôm đấy mình lại khoanh đứng ngang. Thế nó mới hay chứ. Đứng ngang cây. Khoanh xong rồi đi, biết là mình khoanh hai lần, chân cây chết. Vậy thì tại sao khoanh được hàng gần 2 tháng nó không chết? Mà chỉ còn mấy ngày, rét 30 tháng 11, 1 tháng 12, thế là chết chỉ trong 2 hôm thôi. Bởi vì thời tiết đã thay đổi quá đột ngột, làm cho cây nó không kịp thích ứng. Cho nên, bây giờ những cây vải U, hoặc thanh hà, vải thiều, nếu giả sử các bạn đã khoanh rồi, nó liền rồi. Thì bây giờ chúng ta không khoanh nữa nhé. Các bạn để dừng nguyên đấy. Thì đối với các dòng vải U, chúng ta sợ sau này nó nhú lọc chẳng hạn. Thì thời tiết này khá rét. Theo mình nghĩ nó sẽ không nhú nữa. Hoặc đối với vòng vải khác cũng thế thôi. Còn giả sử nó nhú lọc thì chúng ta dùng biện pháp khác nhé. Còn đối với các dòng U, tháng 3, đại báo hoa U, thì bây giờ không may nhú lọc hoặc là có nguy cơ nhũ lập, chúng ta cũng không khoanh và không phun HTC nữa.
mà chúng ta có thể là dùng những sản phẩm lân kali cao thôi nhé, không phun, không phun HTC mới muộn. Còn Thanh Hà, thời gian này là thời gian chúng ta phun HTC. Thì vườn vải Thanh Hà nhà mình phun cách đây 10 ngày, thì hôm nay ra thăm thì tất cả lọc đã ok. Mình ví dụ như cây này nó liền, mình đừng khoanh nữa nhá, nó liền không khoanh nữa. Nếu như nó có nguy cơ ra lọc thì chúng ta có nguy cơ ra lọc thì chúng ta phun cho nó lân và kali cao. Ví dụ như là siêu lân chẳng hạn, như là lân 86 hoặc là 7544. Đây, cụ thể nhất mấy cây này. Mếm nọ lọc nó rất đẹp nhưng bây giờ lọc nó bị xoăn xoăn đây. Chính là do mấy hôm trời mưa nhé các bạn nhé. Mình làm cái cảnh mình nắm được vấn đề này. Còn vải diễn đây nhá, U Hồng này, Thanh Hà, cả vải thiều chúng ta khoanh rồi. Thiều khoanh lọc hai nữa bởi vì trời bắt đầu rét. Trận rét này nó kéo dài hàng 2 tháng các bạn ạ. Hết tháng 12 và sang tháng 1. Rét trong khoảng 2 tháng. Nếu như không mưa thì chúng ta không lo gì cả. Tuy rằng nó không rét xuống đậm nhưng dưới 10 độ nó kéo dài, nhưng thời gian mà nó ngừng nghỉ lâu thì vải tạo điều kiện thuận lợi cho cái vải ra hoa. Đây, không khoanh nhé. Chứ tại sao các bạn thấy mình vải mình đã bậm mím rồi nhưng mình không khoanh? Bởi thứ nhất mình khoanh rất rộng. Và khoanh rộng đấy lâu liền. Đấy, rất rộng. Khoanh vàng cây rồi. Còn cây kia đã chết là do mấy hôm trời mưa. Mấy cái nữa là, mưa rét. Hai cái nữa, mình khoanh nó rộng này. Rồi khoanh hai lượt. Thì đấy là cái tính hồ đồ của mình rồi thôi. Cảm ơn các bạn xem video nhé. Đó lại mình chốt như sau. Ngày 30, mùng 1, trời rét xuống mức rất đậm. Trước đó chúng ta ấm tháng rưỡi. Nó làm cho thực vật nó không kịp thích ứng, nó bị sốc nhiệt. Cho nên những cây yếu nguy cơ chết. Chắc lại cây cảnh mới dâm. Những cây vải chúng ta khoanh đậu. Vậy từ hôm đấy trở đi, hôm nay trời cơ bản rét. Sáng sớm mình phải mặc cái áo béo này, áo to. Các bạn quan sát nhé. Cái áo rất to. Đấy. Sáng sớm mình phải mặc áo to rồi. Trời bao giờ rét nhá. Không phải mặc áo cánh bình thường, áo com lê nữa. Rất rét. Vậy là chúng ta xuống dưới mức là rét đậm và rét hại rồi. Cho nên chúng ta không khoanh nữa. Bởi nguy cơ ra lập sẽ hạn chế. Nếu các dòng vải mà nó có nguy cơ ra lập thì chúng ta sử dụng những sản phẩm lân và kali cao. Phải sớm nhá, phải u nhá. Còn nếu như là Thanh Hà thì thời gian này chúng ta khoanh ở phun HTC. Còn vải tiêu thì chúng ta cũng khoanh dần. Và thời gian han phun HTC khoảng 10-15 ngày nữa. Đấy. Rồi sau đó chúng ta tiếp tục tính tiếp nhá. Rồi mình làm video tại đấy, đang trưa mình nghỉ đây. Cảm ơn các bạn xem video.